Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món giò quẩy hay còn gọi là giò chéo quẩy nha. Thì với cái cách làm của mình không cần bột nở, không phụ gia, mình vẫn có những chiếc quẩy mềm xốp thơm ngon tại nhà. Món bánh này mình làm vào buổi sáng ăn nha các bạn, và uống thêm một ly cà phê sữa nóng hoặc là sữa nóng thì rất là tuyệt vời. Có thể ăn kèm với là cháo lòng hoặc là hủ tiếu, mình chấm vào cái nước súp đó các bạn thì rất là ngon. Và video của mình chia sẻ cho các bạn xem, nếu các bạn yêu thích công thức này thì cùng mình làm nha. Và hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ video mới từ mình. Và bây giờ mình sẽ cùng nhau làm bánh nha. Bây giờ mình làm bánh nha các bạn. Cho 500g bột mì đa dụng và 1 muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê muối. Và đây là 5g men nở khô. Thì cái men nở khô ở đây mình sử dụng cái hiệu này. Cái hiệu men này không cần kích hoạt. Đây là men ngọt để làm bánh mì nha các bạn. Bánh mì, bánh bao. Thì cái gói này 11g mình sử dụng là 5g nha. Và mình sẽ trộn đều lên. Và mình sẽ đập một quả trứng gà vào ha. Mình sẽ ghi cái công thức làm bánh quẩy với cái cách làm này ở dưới cái phần mô tả, các bạn có thể tìm xem nha. Mình sẽ trộn đều cái phần bột này. Và hôm nay đặc biệt mình không dùng bột nở, không dùng phụ gia, thì mình thay bằng nước Coca-Cola nha các bạn, nước giải khát đó. Đây là cái loại này. Mình sử dụng là 250ml. Đây là dầu ăn 1 muỗng canh. Và bây giờ mình sẽ cho dầu ăn vào luôn. Rồi mình sẽ trộn đều lên. Mình sử dụng là 250ml nước Coca-Cola. Và mình sẽ cho từ từ vào cái thau bột. Đó, mình cho từ từ và mình nhồi nha các bạn. Nếu cho hết 250ml Coca-Cola vào cái thau bột mà thấy bột của mình vẫn còn khô thì mình có thể thêm một xíu nha, để điều chỉnh cho nó hợp lý nha các bạn. Vì là đôi khi bột mới hay bột cũ mà cái độ hút nước khác nhau. Và đây cũng là cái công thức để các bạn tham khảo, vì nơi các bạn ở và cái nơi của mình ở không giống nhau nha các bạn. Và từ từ mình sẽ cho hết cái phần Coca-Cola này vào luôn. Thì với cái cách làm này không cần phụ gia, không bột nở, mình cũng không cho vào ngăn mát tủ lạnh. Chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ là mình có món bánh ăn nha các bạn. Rất là đơn giản. Với cái cách làm này nếu các bạn yêu thích thì cùng mình làm cho gia đình thưởng thức nha. Tiếp tục mình sẽ nhồi cái khối bột này ha. Khi nào bột của mình kết dính để thành một khối là được nha. Thì bột nãy giờ nhồi cũng khoảng là 5 phút nè các bạn. Thì cái khối bột của mình cũng mềm mịn ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ để bột đây nghỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ để cho bột của mình nở gấp đôi nha các bạn. Đó. Mình sẽ để đây và lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại nha. Mình đậy bột ra đây nghỉ nha các bạn. Thì nãy giờ thời gian là sau 1 tiếng đồng hồ mà mình ủ bột nè các bạn. Đó, các bạn xem cái khối bột của mình ha. Đây. Các bạn nhìn cái khối bột của mình nè. Rất là dậy rồi. Giờ mình sẽ lấy cái khối bột của mình ra. Các bạn thấy bột của mình không? Rồi mình sẽ cho ra cái mặt phẳng nha các bạn. Mình sẽ nhồi lại cái khối bột của mình lại chút nữa ha.
sẽ chia khối bột ra. Và bây giờ mình sẽ dùng cái cây lăn bột để mình cán cái khối bột này ra nha. Không cần phải cán mỏng quá đâu nha các bạn. Đó, mình sửa để mình tạo hình cho bánh. Đây, bột mình cũng đã lăn xong rồi. Bây giờ mình sẽ chia bột ra để mình tạo hình cho bánh mà mình mong muốn nha. Lúc này cái độ giãn của bột rất là nhiều luôn các bạn. Nên mình cắt hơi miếng bột của mình bản hơi to to như vậy nè. Để mình tạo hình ha. Mình chồng hai miếng bột lại với nhau và mình bóp chắc hai cái đầu nha, để khi chiên không có bị bung ra. Đây các bạn xem nè. Và cứ như vậy mình sẽ chia bột ra hết luôn nha các bạn. Và mình tạo hình bánh thì cứ như vậy mà mình làm cho hết cái phần bột này. Khi bột đã chia xong, mình dùng chiếc đũa như thế này nè các bạn. Đó, mình sẽ ấn những cái bánh của mình xuống ở giữa một lần như thế này nha, để tạo hình giống như những chiếc quẩy. Thì mình tạo hình xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị một chảo dầu ăn và đem đi chiên bánh. Bánh của mình lúc này rất là nở rồi nè các bạn. Cho một chảo dầu ăn lên bếp, đợi dầu của mình nóng lên nha các bạn. Đó, sôi đầu đũa như vậy là mình sẽ thả bánh của mình vào chiên ha. Khi mà thả bánh vào chiên thì các bạn kéo ra để cho bánh của mình được dài ha. Mình kéo những cái quẩy ra như thế này nè các bạn, thả xuống. Rồi mình sẽ chở đều để cho quẩy của mình được nở đều ha các bạn. Chiên thì các bạn kéo ra. Rồi mình sẽ chiên đến khi nào quẩy của mình vàng là được nha. Thì lúc này cái quẩy của mình bắt đầu vàng rồi nè các bạn, mình chuẩn bị lấy ra cho ra cái giấy thấm dầu ha. Các bạn nhìn cái quẩy của mình có ngon không? Đây, cái quẩy rất là nở phồng luôn. Vàng xíu nó cho ngon ha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái quẩy của mình ra nha. Đó, mình cho ra cái rổ ha, để cho bớt dầu nha các bạn. Rất là tuyệt vời. Cái vỏ bên ngoài rất là giòn và bánh của mình sẽ mềm xốp ở bên trong. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục chiên cho hết cái phần quẩy còn lại nha. Đây nè các bạn, một dĩa bánh giò chéo quẩy mà mình vừa chiên xong ha. Và bây giờ mình sẽ bẻ ra một cái bánh, mình mời các bạn cùng thưởng thức nha. Đó, cái vỏ bên ngoài cũng hơi giòn xốp, rất là ngon nè các bạn, bánh của mình. Đây, mình bẻ ra một cái, mời các bạn ha. Đó. Bánh rất là ngon nha các bạn. Với cái món bánh này mình sẽ chuẩn bị bên đây là một ly sữa nóng nè. Mình chấm kèm hoặc là mình uống cà phê Milo rồi đó các bạn. Rất là tuyệt vời, có thể ăn cùng với cháo, hủ tiếu ha. Và bây giờ mình mời các bạn cùng thưởng thức cái món bánh giò chéo quẩy mình làm từ Coca-Cola như thế nào nha các bạn. Cái vỏ giòn, bánh của mình bên trong mềm xốp, rất là ngon các bạn. Coca-Cola đã có cái vị hơi ngọt ngọt đó nên mình không có cho đường nhiều ha, mình cho đường ít thôi. Rồi cái mình cho muối vào có cái vị mặn mặn ngọt ngọt rất là ngon. Các bạn ăn không cũng rất là tuyệt vời ha, không cần chấm gì luôn.
Thì mình cho cái nước Coca-Cola thì cái bánh của mình có cái màu hơi nâu nâu như thế này nha các bạn, không có được trắng. Nhưng mà ăn rất là thơm của cái mùi Coca, rất là lạ miệng và ngon. Thì nếu các bạn yêu thích thì các bạn có thể làm cùng mình nha. Và với cái món bánh giò cháy quẩy mình chia sẻ video đến đây cũng tạm dừng. Mình chúc cho các bạn làm thiệt là ngon với món bánh này. Và hãy ủng hộ mình bằng cách là đăng ký kênh, bấm vào cái chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video mới từ mình. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy ủng hộ mình để mình có động lực làm những món ăn ngon, những món bánh lạ, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Và cuối video mình chúc cho các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những món ăn tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Bye bye các bạn.